Nhà trường trang bị chai dung dịch khô để học sinh rửa tay trước khi vào lớp học có mặt. Tại trường Trung học Phổ thông Việt Yên số 1 Việt Yên, Bắc Giang ngày 1 tháng 3, phóng viên ghi nhận khuôn viên nhà trường sạch sẽ, các lớp học ngăn nắp để chào đón các em học sinh quay lại trường. Thầy Tiêu Thanh Tuyết, hiệu trưởng nhà trường cho biết, nhà trường có hơn 1.500 học sinh. Thời điểm hiện tại, nhà trường chuẩn bị xong mọi mặt để đón toàn bộ học sinh đến lớp. Cụ thể, nhà trường tiến hành tổng vệ sinh trường lớp, phun khử khuẩn toàn trường, trang bị xà phòng rửa tay và mua máy đo thân nhiệt để kiểm tra sức khỏe của các em. Bà Đỗ Thị Hương, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Việt Yên cho biết thêm, toàn huyện có gần 5.000 học sinh trung học phổ thông sẽ quay lại trường vào ngày 2 tháng 3. Đến nay, tất cả các trường đã hoàn tất công tác chuẩn bị để sẵn sàng đón các em trở lại lớp học. Theo thông tin từ các trường, tất cả các em có sức khỏe tốt để đến trường, bà Hương nói. Ông Nguyễn Văn Thêm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang thông tin với phóng viên Tiền Phong, toàn tỉnh có tổng số 48 trường trung học phổ thông và 9 trung tâm giáo dục thường xuyên với tổng số khoảng 57.000 học sinh. Trong sáng ngày 1 tháng 3, sở này tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị của các trường và tất cả các trường đều sẵn sàng đón học sinh trở lại. Tất cả các trường trung học phổ thông trên toàn tỉnh đều tiến hành tổng vệ sinh, phun khử khuẩn trường lớp, trang bị xà phòng, dung dịch rửa tay, khẩu trang và máy đo thân nhiệt. Để đảm bảo các em trở lại học an toàn trước dịch bệnh, ông Thêm chia sẻ. Dưới đây là một số hình ảnh về công tác chuẩn bị đón học sinh quay trở lại học ở tỉnh Bắc Giang, lao công và các thầy cô trường Trung học Phổ thông Việt Yên số 1 tổng vệ sinh trường lớp. Khuôn viên nhà trường xanh sạch để đón các em quay lại trường. Nhà vệ sinh trong trường đều trang bị xà phòng, rửa tay cán bộ y tế nhà trường thường xuyên lau chùi sạch sẽ các vật dụng trong nhà trường để phòng tránh dịch bệnh. Nhà vệ sinh được lau rửa sạch sẽ. Nhà trường trang bị máy đo thân nhiệt để thường xuyên kiểm tra sức khỏe của các em học sinh nhà trường, cũng chuẩn bị sẵn phòng cách ly khi cần thiết. Các lớp học cũng được lau chùi sạch sẽ để đón các em học sinh quay lại lớp học tại trường Trung học Cơ sở Thân Nhân Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang. Các thầy cô cũng dọn dẹp vệ sinh chuẩn bị đón các em quay trở lại lớp học. Tuy nhiên, ngày 1 tháng 3, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang có văn bản cho phép học sinh trung học cơ sở kéo dài ngày nghỉ để phòng chống dịch bệnh, đến ngày 8 tháng 3 quay trở lại trường học tập. Mặc dù vậy, giáo viên nhà trường vẫn thường xuyên vệ sinh trường lớp để đảm bảo vệ sinh. Nhà trường trang bị xà phòng rửa tay tại các nhà vệ sinh. Tại các lớp học đều có chai dung dịch khô để học sinh rửa tay trước khi vào lớp học. Nhà trường cũng treo các bảng hướng dẫn rửa tay đúng cách tại hành lang các dãy lớp học để học sinh dễ nhận biết và phòng tránh dịch bệnh. Bàn ghế lớp học luôn được lau chùi sạch sẽ để sẵn sàng đón các em học sinh quay lại lớp học. Tại các phòng làm việc trong trường cũng được trang bị chai dung dịch khô để cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường thường xuyên rửa tay phòng tránh dịch bệnh. Let's love us. Why?